Hello, xin chào đại gia đình. Hôm nay ông xã mình ở bên Việt Nam nhưng mà mình cũng xin phép đại gia đình cho vài phút để mà mình quảng cáo mặt hàng của mình nha. Ở nhà mình cũng phải cần làm việc. Thì hôm nay là em sẽ giới thiệu là cái kem 5-trong-1 của em sắp sửa đây là sẽ tới Mother Day. Mấy chị có muốn mua hay là như thế nào đó thì em sẽ tặng quà thêm cho Mother. Thì trong cái hộp kem 5-trong-1 của mình á thì nó sẽ có là thành phần là thay nhau cừu rồi bột trân châu để làm cho mình sáng da mịn da với chống nhăn chống lão hóa đó, rồi với làm cho mình giữ độ ẩm cả ngày luôn, nên khi mình làm mệt nhưng mà thấy cái mặt mình không có mệt. Là khi mình xài này thì mình xài kèm thêm với cái kem chống nắng nữa thì rất là đẹp xinh xắn. Đó, đây là kem chống nắng. Thì kem chống nắng ở đây bên này á, thì mình sẽ có hai loại, ba loại luôn. Thì thường xuyên là mấy chị bán cái này thì rất là đắt, mấy chị rất thích cái loại hộp đỏ này. Đó. Thì cái này thì lúc nào nó cũng có kèm thêm cái lõi để tặng. Đây là của mình đây. Rồi. Chống nắng rồi, serum rồi rửa mặt đầy đủ. Mấy chị có cần gì thì cứ việc gọi vô số phone của em là mấy chị sẽ mua hàng ha. Rồi với bây giờ em có bán thêm son. Son này thì số 18. 18 màu son rất là đẹp, màu son màu hồng. Đây là số 24. Đó, màu đỏ cam. Đẹp lắm mấy chị. Này xài nó rất là mịn môi của mình. Đây là số 25. Có thể mai mốt em sẽ lựa thêm ít màu nữa, nhưng mà mấy chục màu em lựa được có mấy màu rồi. Nên chắc tao không cho em lựa nữa, tao quýnh em quá. Nhiều lắm, mấy chục màu mà em lấy được có 5 màu là biết rồi. Đấy. Đây là số 21. Nhìn nếu mà ai thích xài mà nhìn tự nhiên rồi đó thì mình xài mấy cái màu son này. Mấy cái màu son này nó không có làm cho mình bị thâm môi mà nó làm cho mình môi mình mềm với mịn ha. Đây số 88, nếu mà chị nào thích xài đậm. Đó. Nhìn cái nguyên cái phối nó vậy thì nó đậm nha, nhưng mà nếu mà khi mình xài lên á, lên cái da mình nó ngó thì chứ nó không có đậm mấy. Rất là đẹp. Mình không không có vừa personal nên cứ tự quạt tự quạt. Nhưng mà mấy chị thương lắm, mấy chị thông cảm, mấy chị cũng order hàng thường xuyên lắm. Rồi những mặt hàng của em có nè, ngoài ra những cái kem 5-trong-1 thì em có thêm những cái The History of Who nè, rồi Uhui. Em có rất là nhiều mặt hàng khác. Đó. Rồi em cũng có là dầu thông đỏ các loại luôn. The History of Who, rồi Uhui, rồi Sum. Đây là những cái sản phẩm là em bán, em phải để chắc lên trên đó như vậy đó. Rồi đây thì em sẽ có thạch. Thạch này thì là nghệ mà nó có ba thứ, nó có là linh chi, đông trùng, nghệ, mà cái mùi vị ăn rất là dễ ăn. Nó cũng có riêng nghệ. Thì bây giờ người ta sẽ ra cái loại mới thì 3-trong-1 như vậy. Thì ăn cũng tiện. Mình làm mệt mệt lấy một miếng mình ăn cũng giống như mình ăn snack, nhưng mà cái này nó không có calorie nhiều, nó chỉ ít thôi, nên nếu mà mấy chị đi làm mà sợ mập rồi đó thì ăn mấy cái này lại rất hay. Nó không có làm mình mập mà nó làm mình khỏe thêm. Còn ở đây là trái lựu, collagen lựu nha. Nếu chị nào mà thích chua chua, chua chua cái này thì nó hơi chua chua, chát chát, ngọt ngọt cũng rất là ngon luôn, ăn mùi trái lựu đậm đà luôn chứ không phải là bằng
kiểu như là người ta pha bằng bột bằng ấy gì đâu, cái này là người ta làm bằng nguyên chất luôn á nên rất là đậm đà. Linh chi, linh chi cũng là thật luôn. Linh chi thì làm mát gan, thanh thanh nhiệt á, làm cho mình thải độc trong người, thải độc tố đâu ra đó. Đó cũng là linh chi. Rồi nước mát gan, nước mát gan là mình dễ uống lắm, chỉ có một cái gói như vậy đó. Nó làm bằng không, cái này không phải thuốc tây nhưng mà bằng những cái cây lá cây này kia đó, bằng thuốc đông y mà đó. Như vậy thôi, mình chỉ xóc xóc như vậy là mình uống thôi, một ngày hai gói, một gói gì cũng được tùy theo cơ thể của mình. Nếu mà mình cảm thấy mà tự nhiên sao mình nóng bức trong người bực rực á, là đi lấy một gói này vô uống, thấy là thấy hồi người mình mát dịu xuống, nó khom lại. Nhưng mà cái này là thiên nhiên đó. Rồi em có xăm cũng đầy đủ hết, bên Mỹ mà những cái mặt hàng này là bên Mỹ em có chứ bên Việt Nam em không có đó, mật ong các thứ. Dạ rồi, thuốc bổ mắt nè, bổ thận nè, bổ thận bổ mắt, bổ phổi. Rồi cái gì là cũng cô em năm nhà mình có nhưng mà chút chút. Rồi chai xịt cổ họng, mấy ngày nay là hình như là vô mùa rồi nên em xịt có 3 ngày nay mà gần hết nửa chai của em rồi. Nó đau cổ quá, nó đau cổ với nó khô quá, khó chịu nên em xịt. Cái này nó không phải bằng thuốc tây, nó bằng thiên nhiên, thành ra nó mình xài không có lo, không có sợ. Đây, cái chai thuốc nó như vậy, mình chỉ mở ra xóc xóc lên rồi mình cứ xịt vô 3 lần, là ngày 3 lần là mình sẽ bớt. Nó làm cho mình thông đàm, không có đàm nè, rồi đại rác cổ đau cũng họng rồi đó. Dạ thôi em cũng tới đây em xin tạm biệt. Chúc đại gia đình của mình luôn luôn vui vẻ và đầy hạnh phúc nha. Rồi ông xã mình sẽ cái khúc này của mình thì ông xã sẽ bỏ vô video ở bên Việt Nam. Chúc đại gia đình vui vẻ. Bye bye.